Chào mừng các bạn đã đến với channel Làm Giàu ở Mỹ. Mình là Thắng. Mấy ngày vừa qua thì mình nhận được rất là nhiều các cái câu hỏi của các bạn là có nên mua cổ phiếu Nvidia trước hay là sau khi mà nó split 1 thành 10. Bởi vì Nvidia vừa thông báo á, là ngày mùng 7 tháng 6 tới đây thì cổ phiếu của nó chính thức là một cổ phiếu sẽ được split thành 10 cổ phiếu. Và đây là một cái tin tức mà được rất là nhiều người trong cộng đồng của mình mong chờ. Bởi vì giá cổ phiếu của Nvidia hiện giờ thì đã trên 1.077 đồng rồi. Và như vậy thì khá cao. Mà mình đã giải thích rất là nhiều lần rồi. Giá cổ phiếu thì nó không có quan trọng bằng cái mức độ tăng trưởng của cả cái cổ phiếu này. Cho nên những cái cổ phiếu cho dù giá của nó là một hơn 1.000 hay thậm chí hơn 10.000 thì cũng không sao cả. Nếu như mà các bạn chỉ muốn đầu tư 10 đồng thôi thì các bạn vẫn có thể mua fractional share cho những cái cổ phiếu này nếu như mà bạn muốn. Cho nên giá cổ phiếu cao hay là thấp thì không nên ảnh hưởng đến cái quyết định có đầu tư vào cái cổ phiếu đó hay là không. Nhưng mà cho dù như vậy thì là khi mà giá cổ phiếu nó thấp, nếu như mà giá cổ phiếu là 104 đồng so với 1.070 đồng á, thì cộng đồng mình vẫn thích giá cổ phiếu thấp hơn, bởi vì như vậy thì nó làm cho mình cảm thấy dễ mua hơn, bởi vì giá nó cũng vừa phải. Cho nên là đây là một cái tin rất là tốt đẹp ở cho những đối với các bạn như vậy, tức là những bạn mà muốn mua những cái cổ phiếu giá thấp một chút thì khi mà Nvidia trở thành giá 104 đồng hoặc là 107 đồng gì đó sau khi mà nó split ở ngày mùng 7 tháng 6 thì có thể là nhiều người sẽ muốn mua cổ phiếu này và sẽ muốn mua và có thể sẽ mua được, bởi vì bây giờ là các bạn có thể mua được một cổ phiếu với giá thấp hơn rất là nhiều. Cho nên nhiều người hỏi mình là đến khi trước khi mà nó split á, 1 thành 10 như vậy thì bây giờ mình nếu mình mua thích mua Nvidia thì nên mua trước khi nó split hay là nên mua sau khi nó split? Thì cái đó là cái câu hỏi thứ nhất. Cái câu hỏi thứ hai á, là giá cổ phiếu nó thường thay đổi như thế nào sau khi cái cổ phiếu này nó đã được split rồi, thì đó là cái câu hỏi thứ hai. Và cái câu hỏi thứ ba cũng là cái câu hỏi quan trọng nhất là Nvidia là một cái cổ phiếu nóng nhất, hot nhất hiện giờ ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Những lúc mà Nvidia báo cáo doanh thu và lợi nhuận thì nó thay đổi và nó transform cả thị trường chứng khoán Mỹ theo những cách khác nhau. Có khi nó báo cáo doanh thu và lợi nhuận rất là tốt thì nó kéo cả thị trường tăng lên và làm thay đổi, làm những cái cổ phiếu trong cái nhóm semiconductor cũng như là trong cái nhóm công nghệ đều tăng vượt bậc. Thì rất là nhiều người đang lo ngại á, là cái cổ phiếu Nvidia này nó quá kỳ diệu, nó quá thần kỳ trong một năm vừa rồi. Kể từ tháng 5 năm 2023 đến bây giờ là quá 4 lần báo cáo doanh thu và lợi nhuận, là 4 lần nó đều có những cái báo cáo doanh thu và lợi nhuận cực kỳ tốt đẹp, cực kỳ hưng phấn và giúp cho cổ phiếu của nó tăng trưởng rất là nhiều, cũng kéo luôn cả thị trường chứng khoán Mỹ đi lên theo nó. Nhưng mà liệu đây có phải là một cái bong bóng khổng lồ hay là không? Người ta trong tiếng Mỹ người ta gọi là một cái massive bubble. Và cái bong bóng này á, nếu mà nó mà khổng lồ như vậy và nó đã được thổi phồng lên trong 4 lần báo cáo doanh thu và lợi nhuận vừa rồi thì liệu nó đã đến lúc nó sẽ bị vỡ tung hay là không, và lúc nào thì lúc nó bị vỡ tung? Thì đây là một cái câu hỏi rất là quan trọng, bởi vì nếu Nvidia là một cái bong bóng khổng lồ thì cái bong bóng này á, nó có khả năng sẽ nổ tung vào một cái lúc nào đó. Thì khi mà cái bong bóng Nvidia nó nổ tung á, thì nó sẽ ảnh hưởng, không những là ảnh hưởng đến những người có cổ phiếu Nvidia mà còn ảnh hưởng đến rất là nhiều người khác có cả cái cổ phiếu tương tự trong cái nhóm ngành semiconductor này. Và đặc biệt là nó sẽ ảnh hưởng luôn đến tất cả những người mà đang có mua các cái quỹ an toàn như là SMS hoặc là VGT. Bởi vì trong các cái quỹ an toàn này, đặc biệt là cái quỹ an toàn SMS là cái quỹ semiconductor, chỉ có 25 công ty semiconductor lớn nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ trong cái quỹ an toàn SMS này mà thôi. Và trong cái quỹ SMS này, nó đang rất là tốt. Từ đầu năm đến giờ nó tăng đến 40% rồi. Chỉ tính từ đầu năm đến bây giờ thôi mà nó đã tăng đến 40% rồi. Nhưng mà nếu cái bong bóng Nvidia nó nổ tung thì cái quỹ SMS này nó cũng sẽ lao đao, nó cũng sẽ bị nổ tung. Bởi vì cái phần đóng góp của Nvidia trong cái quỹ SMS này nó rất là lớn, đến gần 20%, hơn 20% một chút. Cho nên nếu thật sự Nvidia là một cái bong bóng thì lúc mà cái bong bóng này nổ tung thì nó sẽ kéo luôn cái quỹ an toàn SMS này đi xuống luôn. Và
Không những như vậy mà VGT là một cái quỹ công nghệ mà mình và cộng đồng mình rất là thích thì cũng có thể bị ảnh hưởng, bởi vì cái quỹ VGT này nó cũng có cổ phiếu của Nvidia. Và cũng như vậy là đối với cái quỹ VLO thì nó cũng có cổ phiếu Nvidia, bởi vì Nvidia là cái công ty lớn hàng thứ ba ở bên Mỹ này, ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, cho nên 500 công ty lớn nhất ở trên thị trường chứng khoán Mỹ thì là tất nhiên phải có Nvidia. Cho nên các bạn thấy, nếu mà Nvidia thật sự là nó là một cái bong bóng, thì khi cái bong bóng này nó nổ, nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các cái cổ phiếu trong cái nhóm công nghệ, trong cái nhóm semiconductor, cũng như là cái nhóm công nghệ, và các cái quỹ an toàn như là SMS, như là VGT, như là VLO đều bị ảnh hưởng cả. Cho nên đó là những cái chuyện rất là quan trọng. Thì hôm nay mình sẽ giải thích và trả lời ba cái câu hỏi đó. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ trả lời cho cái câu hỏi đầu tiên. Đó là cái cổ phiếu Nvidia có phải là một cái bong bóng hay là không? Và liệu nếu đây là một cái bong bóng thì nó sẽ bị, lúc mà nó sẽ nổ tung á, đây có phải là bong bóng không? Và liệu nó có sẽ đến lúc nó bị nổ tung hay là không? Thì như vậy mình sẽ xem cái cổ phiếu Nvidia trước, để bây giờ quay thử là tình hình từ đầu năm đến bây giờ thì nó như thế nào rồi, và liệu nó có phải là một cái bong bóng hay là không trước. Thì ở đây các bạn thấy, từ đầu năm đến giờ thì cái cổ phiếu này nó đã tăng 114,99%, tức là cao hơn gấp đôi. Từ đầu năm lúc mà thị trường mới bắt đầu á, nó từ đầu năm mùng 3 tháng 1 năm 2024 thì cái cổ phiếu này nó chỉ có giá là 471 đồng. Bây giờ nó đã lên là 1.064 đồng. Thì như vậy các bạn thấy nó cao hơn gấp đôi rồi. Nó cao hơn gấp đôi rồi. Từ đầu năm á, thì nó giá của nó thật ra là 661 đồng. Nhưng mà có lúc vào khoảng mùng 2 tháng 2 thì giá của nó giảm xuống là khoảng, không phải mùng 2 tháng 2, mùng 1 tháng 4 thì giá của nó giảm xuống á, là 471 đồng. Nhưng mà bây giờ nó là 1.069 đồng, gần 1.070 đồng. Cho nên là giá cổ phiếu từ đầu năm đến giờ thì nó đã tăng đến 114,99%. Nếu mà các bạn nhìn các cái khoảng thời gian dài hơn á, thì trong 24 tháng vừa qua, giá cổ phiếu của Nvidia đã tăng là 2,5 lần, 247%, tức là 2,5 lần. Trong 3 năm vừa qua thì giá của nó đã tăng hơn 6 lần, 611%, tức là hơn 6 lần. Và trong 5 năm vừa qua thì giá cổ phiếu này đã tăng đến 28 lần. Thì như vậy các bạn thấy, đây là các cái khoảng tăng cực kỳ khủng khiếp. Thì cái câu hỏi đặt ra, nó có phải là cái bong bóng hay là không, là một cái câu hỏi rất là quan trọng mà cộng đồng mình phải cảm thấy rất là tự tin cho cái câu hỏi này. Thì nhưng mà trước khi trả lời cái câu hỏi này thì hãy xem có thử là Nvidia nó còn nằm trong các cái quỹ nào nữa, và các cái quỹ mà cộng đồng mình yêu thích thì phụ thuộc vào cái cổ phiếu này đến mức như thế nào. Ví dụ đây là cái quỹ Semiconductor SMS mà cái quỹ cộng đồng mình rất là yêu thích, thì ở đây các bạn thấy á, nó chỉ có 25 công ty thôi, 25 công ty lớn nhất trong lĩnh vực Semiconductor, và trong 25 công ty đó thì Nvidia đứng hàng thứ nhất và nó chiếm đến 22% tổng cái quỹ này. Và đây là cái mức rất là cao, bởi vì trong cái quỹ này thì nó có một cái điều kiện hạn chế là cái công ty lớn nhất trong cái quỹ này cũng chỉ chiếm được 20% mà thôi. Thì Nvidia hiện giờ nó chiếm 22%, thì đến cuối tháng 6 khi mà cái quỹ này nó rebalance lại thì nó sẽ giảm cái phần đóng góp của Nvidia xuống còn 20%, theo đúng như là cái cam kết của cái quỹ này. Bởi vì từ cuối tháng 3 cho đến bây giờ cái cổ phiếu này nó tăng trưởng dữ quá, cho nên là cái phần đóng góp của nó hiện giờ nó đã cao hơn cái mức 20% rồi. Thì đến cuối quý này, đến cuối quý 2 thì nó phải điều chỉnh cái chuyện đó. Thì đó là cái cổ phiếu, cái quỹ SMS là cái quỹ mà cộng đồng mình rất là yêu thích. Quỹ thứ hai mà cộng đồng mình cũng rất là yêu thích, đó là quỹ Vanguard VLO, là cái quỹ S&P 500 ETF, một cái quỹ rất là cơ bản và rất là tiêu chuẩn. Nếu như mà các bạn muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ một cách an toàn, thì ở đây các bạn cũng thấy Nvidia, bởi vì nó là công ty đứng hàng thứ ba ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, cho nên trong cái quỹ VLO này,
Nvidia cũng đóng góp, và cái phần đóng góp của nó là đến 5,04%, một cái sự đóng góp khá là cao, chỉ ở sau Microsoft và sau Apple thôi, bởi vì hai công ty này là hai công ty lớn hơn Nvidia ở trong thị trường chứng khoán Mỹ. Thì đây là ba công ty lớn nhất ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, và Nvidia thì hiện giờ chiếm đến 5,04%. Nếu mà Nvidia nó rớt thì là cái quỹ này nó cũng, nếu mà cái bong bóng Nvidia nó thật sự mà nó là một cái bong bóng thì Nvidia, cái bong bóng Nvidia nó cũng sẽ tan vỡ, và nó cũng sẽ ảnh hưởng đến là cái quỹ VOO này, giá cổ phiếu của cái quỹ VOO này. Và cái thứ ba là cái quỹ VGT, là cái quỹ mà đã giúp mình rất là nhiều trong 12 năm vừa qua, và hy vọng là cũng sẽ giúp cộng đồng mình trong 10 năm tới, và cũng tiếp tục giúp mình trong 10 năm tới. Thì trong cái quỹ này nó là cả cái công ty công nghệ, là những cái công ty rất là tốt, rất là ngon lành trong cái nhóm các công ty công nghệ. Nhưng mà các bạn thấy ở đây, nó Nvidia nó cũng chiếm một phần rất là lớn, nó đóng góp đến 11,97%. Các bạn thấy cái mức đóng góp như vậy là khá cao. Nếu như mà Nvidia thật sự là một cái bong bóng thì khi nó vỡ, tất cả ba cái quỹ an toàn này cũng bị lao đao, không đến nỗi là bị vỡ giống như nó, bởi vì Nvidia nó vỡ thì cái cổ phiếu đó nó sẽ vỡ tung, là một mình nó thôi. Nhưng mà trong ba cái quỹ an toàn này thì nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng, cho nên nếu mà nó vỡ thì ba cái quỹ này nó cũng sẽ lao đao theo. Thì bây giờ cái câu hỏi đầu tiên mình sẽ giải thích là cổ phiếu này nó có phải là một cái bong bóng rất là lớn không, mà tiếng Mỹ nó gọi là massive bubble, mà nếu là nó một bong bóng thì sẽ có lúc nó bị vỡ. Nhưng mà bây giờ trong cái bài phân tích này thì mình cùng đồng ý với cái bài, với cái tác giả của cái bài này, và mình cũng đồng ý về cái bài này với những cái phân tích và với những cái lập luận. Mình không tin rằng Nvidia là một cái bong bóng, mình nghĩ Nvidia là một cái cổ phiếu tăng trưởng rất là tốt, và nó sẽ tiếp tục tăng trưởng trong ít nhất là 3 năm tới. Mình không dám chắc chắn là trong 5 năm, 10 năm tới nó vẫn tiếp tục tăng trưởng, nhưng mà ít nhất là 3 năm tới thì nó vẫn tăng trưởng. Và mình cũng nghĩ là trong 5 năm, 10 năm, cổ phiếu này cũng là một cái cổ phiếu rất là quan trọng ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Và trong cái bài này á, thì tác giả đưa ra hai lý do để chứng minh rằng đây không phải là một cái bong bóng. Mình hoàn toàn đồng ý về hai lý do này. Thật ra là mình có nhiều lý do hơn, nhưng mà trước hết thì mình sẽ chia sẻ hai cái lý do mà tác giả đưa ra đã. Sau đó mình sẽ chia sẻ với các bạn thêm 6 lý do nữa mà mình tin Nvidia không phải là một cái bong bóng. Thì tác giả là một cái người executive editor của cái tờ báo Yahoo Finance này, là một cái tờ báo khá là nổi tiếng cho cộng đồng những người mà đầu tư ở Mỹ. Và tác giả nói ngay từ đầu á là ông không phải là cái người có giữ cái cổ phiếu này. Ông nói là ông không có cái car in this race, ông không có giữ cổ phiếu của Nvidia và chưa bao giờ có cổ phiếu của Nvidia cả, cho nên là cái lập luận của ông chỉ đến từ cái quan điểm nhận xét và phân tích của ông mà thôi. Ví dụ giống như mình nói là không phải là bong bóng á, là bởi vì mình cũng bị bias một chút, là mình có cái cổ phiếu Nvidia này và mình mua cái cổ phiếu Nvidia này thì mình cũng đã thấy những cái khía cạnh tích cực của nó, mà mình sẽ bị mờ mắt đi cho những cái khía cạnh tiêu cực. Cho nên mình luôn luôn cố gắng tìm tìm kiếm những cái phân tích, những cái bài báo mà nói những cái điểm tiêu cực của các cái cổ phiếu mình nắm giữ, để mình xem có thử có cái lý do nào mà mình bị mờ mắt đi hay là không, hay là người ta nói những cái lý do đó mình thấy được các cái lý do đó nhưng mà mình không đồng ý với những cái lý do đó, thì đó là cái chuyện khác. Thì ông này ông nói là ông không phải là người có cái bị bias như vậy, ông không hề có cổ phiếu Nvidia, chưa bao giờ sở hữu cổ phiếu Nvidia cả, cho nên những cái quan điểm của ông là những cái quan điểm mang tính khách quan. Thì ông nói là có hai lý do mà ông nói là ông không phải, đây là một cái cổ phiếu không phải là một cái bong bóng lớn. Cái thứ nhất á, khi mà một cổ phiếu tăng giá thì nếu mà nó là một cái bong bóng thì nó phải thỏa mãn hai điều kiện ông này ông đưa ra. Điều kiện thứ nhất là cái cổ phiếu đó nó tăng giá, nhưng mà cái sự tăng giá đó thì thường không có những cái vấn đề quan trọng, những cái vấn đề fundamental để mà nó giải thích được cho cái việc tăng giá đó. Ví dụ các bạn thấy á, là cổ phiếu ở Mỹ tăng giá hay là giảm giá thì cái yếu tố nào là cái yếu tố quan trọng nhất? Đó là yếu tố lợi nhuận của họ. Công ty nó phải làm được nhiều tiền hơn, nó phải kiếm được nhiều tiền hơn thì cổ phiếu nó mới tăng giá. Còn mà công ty mà không kiếm được nhiều tiền
lợi nhuận giảm sút mà không có một cái kế hoạch gì để tăng lợi nhuận một cách bền vững và tăng lợi nhuận một cách rất là nhanh, thì là cái cổ phiếu đó tăng giá nó là một cái bong bóng. Thì cái thứ nhất á, là ông nói là cái cổ phiếu của Nvidia á, cái mức độ tăng trưởng của nó là đủ để giải thích cho cái việc tăng giá của nó. À, cái công ty này á, nó đã tăng lợi nhuận đến 461% trong vòng một năm qua, và doanh số của nó thì tăng đến 262%, tức là lợi nhuận nó tăng gần 5 lần, 4,6 lần. Thì các bạn thấy á, lúc nãy mình nói với các bạn là trong một năm qua thì là cổ phiếu của Nvidia nó đã tăng là 247%, tức là nó tăng khoảng 2,5 lần. Nhưng mà trong cùng một năm đó thì lợi nhuận của Nvidia đã tăng đến 461 lần. Lợi nhuận nó tăng nhiều hơn là tăng giá cổ phiếu. Thì cái chuyện mà nó tăng giá như vậy là cái chuyện nó hoàn toàn hợp lý. Thậm chí sẽ có những cái tranh luận là nói là cái lợi nhuận mà nó tăng đến 4,6 lần mà giá cổ phiếu chỉ có tăng 2,7 lần thôi á, là mức độ tăng trưởng như vậy nó còn thấp hơn là cái mức độ đang được mong đợi. Nhưng mà các bạn thấy ở đây doanh số á, thì nó tăng là 2,6 lần, thì bạn thấy á, là cái giá của cổ phiếu nó đã tăng 2,4 lần, 2,5 lần. Thì như vậy giá của cổ phiếu trong trường hợp này tăng bằng gần bằng với là cái tốc độ tăng trưởng của doanh thu, trong khi á, là lợi nhuận thì nó tăng nhiều hơn gấp rất rất là nhiều đến 461%. Thì đây là một cái lý luận rất là rõ ràng, rất là trắng đen rõ rệt. Cái này á, là lợi nhuận tăng, doanh thu tăng, cho nên giá cổ phiếu tăng, thì một cái chuyện nó hoàn toàn hợp lý, không có là cái gì khó hiểu ở đây cả. Chỉ những lúc nào mà các bạn thấy á, là giá cổ phiếu, ví dụ giống như là GameStop, tự nhiên là cái ông Warren Kitten, Kitty đó post một cái ở trên Twitter hay là X, thì là tự nhiên giá cổ phiếu lại tăng đến 30, 40, thậm chí là gấp đôi. Trong khi lợi nhuận không có cái thay đổi gì cả, lợi nhuận doanh số của công ty không có thay đổi gì, công ty không có một cái thông báo gì là nó sẽ mở rộng, nó phát triển thêm cái này, nó làm được tốt cái kia cả. Mà tự nhiên một cái post ở trên Twitter như vậy, từ một cái người không liên quan gì cả đối với công ty, và cái post đó thì cũng không liên quan đến hoạt động gì của công ty cả, mà đại cổ phiếu của công ty tăng lên gấp đôi gấp ba như vậy, thì cái đó mới là một cái bong bóng khổng lồ. Cho nên là cái đó là cái mà mình rất là suy nghĩ mà quyết định là không chơi được cái trò đó, bởi vì cái đầu óc logic của mình, cái cách suy nghĩ logic và an toàn của mình không cho phép mình chơi cái trò mạo hiểm như vậy, mặc dù có khả năng là sẽ được kiếm một vài đồng nào đó nếu như mà mình nhảy vào nhảy ra nhanh, nhưng mà mình không thể chơi được cái trò như vậy. Nó phải hợp lý và nó phải an toàn và nó phải logical. Thì đây là một cái sự tăng giá rất là logical, không có gì, không không có một cái ảnh hưởng gì cả. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là cũng là cái yếu tố rất là quan trọng để chứng tỏ rằng một cổ phiếu là một cái bong bóng khổng lồ, khi mà những người mua cái cổ phiếu đó là những người mua mà họ không hiểu gì về cái cổ phiếu này cả, họ không biết lý do gì là để mà mua cổ phiếu này, họ không biết công ty này nó sản xuất ra cái gì, vì sao doanh số nó tăng như vậy, vì sao lợi nhuận nó tăng như vậy, khách hàng của nó là ai, vì sao nó tăng được đến cái mức như vậy so với đối thủ cạnh tranh của nó, thì cái lợi thế của nó là cái gì, cái điểm quan trọng, cái điểm khác biệt của nó là cái gì. Thì những người mua cả cái cổ phiếu thường là không biết gì về những cái chuyện đó cả, nhưng mà những nhà đầu tư vào Nvidia như mình và bạn thì hiểu rất là rõ công ty này hoặc sản xuất ra cái gì, bán cho ai, có những cái lợi thế gì, vì sao nó có được những cái thế mạnh so với đối thủ cạnh tranh của nó, vì sao nó có thể tăng trưởng rất là tốt như vậy. Thì các bạn thấy là mình làm rất là nhiều các cái video phân tích chuyên sâu để chia sẻ với cộng đồng mình tất cả các cái thông tin đó, cho nên mình hy vọng nếu bạn có mua cổ phiếu Nvidia thì bạn cũng mua là bởi vì bạn hiểu và bạn thấy được cái tương lai của công ty này với các cái sản phẩm của nó sẽ tiếp tục chiến thắng ở trên thị trường, cho nên bạn mới mua. Cho nên những nhà đầu tư như mình và bạn khi mà mua là bởi vì mình hiểu rõ vì sao nó được cái lợi thế như vậy, thì đây là những nhà đầu tư những nhà đầu tư phù hợp, những nhà đầu tư đích thực, chứ không phải là những nhà đầu tư chỉ chạy theo đám đông mà không hề biết cái chuyện vì sao nó có những cái việc tăng trưởng như vậy cả. Cho nên đây là hai lý do mà ông cho rằng á, nếu mà hai lý do này nó không tồn tại thì đây không phải là một cái bong bóng, và ông đã quan sát rất là nhiều các cái bong bóng, cổ phiếu bong bóng ở trên thị trường chứng khoán Mỹ trong 4 5 50 năm làm
trong cái công việc của ông, cho nên ông mới thấy là đây là cái cổ phiếu, mặc dù ông không có giữ cổ phiếu này cả, nhưng mà cổ phiếu nó cứ tăng trưởng liên tục như vậy. Và sau khi xem xét kỹ thì ông nghĩ nó không phải là một cái bong bóng, cho nên nó sẽ không bị vỡ. Đối với mình á, thì hai lý do này nó rất là quan trọng, nhưng mà đây chỉ là hai lý do bề ngoài thôi, để xác định coi thử là nó có phải là một cái bong bóng hay là không. Còn cái quyết định mà mình mua và tiếp tục mua thêm cổ phiếu Nvidia khi có giá tốt là cái quyết định nó quan trọng hơn rất là nhiều. Và để có được cái quyết định đó thì mình đã làm rất là nhiều các cái phân tích chuyên sâu. Ví dụ đây là một cái video mình đã làm phân tích chuyên sâu để đưa ra 5 lý do mình vẫn mua và vẫn rất là bullish với cái cổ phiếu Nvidia này. Và mình tin rằng cái cổ phiếu này nó sẽ tiếp tục tăng trưởng ít nhất là cho đến cuối năm 2025. Và sau đó thì dựa vào các cái thông báo trong năm 2025, mình sẽ tiếp tục xem xét có thể nó có khả năng tiếp tục tăng trưởng trong những năm sau hay là không. Và cái rủi ro lớn nhất của cái cổ phiếu Nvidia này là gì? Thì đây là mình làm một cái phân tích chuyên sâu rất là tin tưởng vào cái cổ phiếu này để chia sẻ với các bạn trong cái nhóm hội viên của mình, trong cộng đồng hội viên vàng và kim cương. Tương tự như vậy, đối với các cái quỹ mà mình đầu tư rất là nhiều tiền chính của mình, chứ không phải là mình chỉ nói suông, mà các bạn đã thấy trong các cái tài khoản đầu tư của mình rồi, mình mua cổ phiếu Nvidia, mình mua VGT, mình mua SMS, thì để mà mình mua và tin tưởng vào các cái cổ phiếu đó thì mình cũng phải làm các cái phân tích chuyên sâu. Gần đây thì có rất là nhiều câu hỏi về cái cổ phiếu, về cái quỹ VGT, nó đã rất là tốt trong 10 năm vừa qua, trong 12 năm vừa qua, thì liệu 10 năm tới nó có tốt nữa hay là không? Vì sao từ đầu năm đến giờ VGT có vẻ như là không tốt bằng S&P 500, mặc dù nó là những cái công ty công nghệ rất là lớn, và vì sao các cái công ty công nghệ như Nvidia vẫn tăng trưởng rất là tốt ở trên thị trường mà VGT nó lại không tăng bằng VOO? Thì mình mới làm thêm một cái video phân tích chuyên sâu cho VGT để cho các bạn thấy rõ vì sao VGT từ đầu năm đến giờ không có tốt bằng VOO, nhưng mà nó chỉ là ngắn hạn mà thôi. Và đến từ đây đến cuối năm, mình tin chắc là VGT nó sẽ tốt hơn VOO, giống như nó đã tốt hơn VOO trong 10 năm vừa qua. Trong 10 năm vừa qua thì VOO chỉ cho bạn lợi nhuận khoảng 12,66% mỗi năm trong 10 năm vừa qua, trong lúc VGT thì cho lợi nhuận đến gần 19,68%, tức là gần 20% mỗi năm trong 10 năm vừa qua. Thì cái bài phân tích chuyên sâu này sẽ giải thích cho các bạn biết vì sao từ đầu năm đến giờ có vẻ như là VGT không có được tốt lắm, nhưng mà mình tin chắc là từ đây đến cuối năm và những năm xa hơn nữa thì nó vẫn tiếp tục rất là tốt. Trong 10 năm tới thì mình hy vọng và tin tưởng là VGT cũng sẽ cho lợi nhuận tốt như 10 năm vừa qua mà nó đã cho mình được cái lợi nhuận như vậy. Và cái cổ phiếu quỹ an toàn mà gần đây cả mình và các bạn đã bắt đầu mua rất là nhiều, đó là SMS. Và đây là cái cổ phiếu rất là phụ thuộc vào Nvidia, bởi vì đến 22% đóng góp ở trong cái quỹ này là đến từ Nvidia. Và cái quỹ này thì chỉ có 25 công ty lớn nhất, quan trọng nhất trong cái nhóm semiconductor ở trên thị trường chứng khoán Mỹ mà thôi. Thì mình đã bắt đầu đầu tư vào cái này và mình đã nói rất là nhiều cả cái video, và có vẻ như là cộng đồng mình cũng rất là yêu thích cái quỹ SMS này. Và gần đây thì các bạn cũng hỏi là liệu cái quỹ này nó có tăng trưởng tốt trong 10 năm tiếp hay là không, liệu có đầu tư an toàn vào cái quỹ này trong 10 năm tới hay là không, và đây có phải là cái quỹ an toàn tốt nhất cho cái nhóm semiconductor hay là không. Nếu như mình tin vào cái nhóm semiconductor thì vì sao mình phải mua cái quỹ SMS này thay vì những cái quỹ semiconductor khác? Thì ở trong cái video phân tích chuyên sâu này, mình cũng làm cho các bạn hội viên vàng và kim cương, trong này mình phân tích rất là kỳ vì sao cái quỹ SMS này trong 10 năm qua nó đã cho mình lợi nhuận 26,8% tiền lời mỗi năm. Các bạn thấy một cái lợi nhuận gần đến 30% tiền lời mỗi năm, mà các bạn biết là 30% tiền lời mỗi năm thì các bạn chỉ cần khoảng 2,2 năm rưỡi là cái số tiền đầu tư của các bạn đã tăng được gấp đôi rồi. Nếu bạn mua 10.000 cổ phiếu vào lúc này, mà nếu mỗi năm nó cho bạn đến khoảng gần trên dưới 30% lợi nhuận, thì chỉ sau 2 năm rưỡi là 10.000 của bạn sẽ trở thành 20.000. Thêm 2 năm rưỡi nữa là 20.000 nó sẽ trở thành 40.000. 2 năm rưỡi nữa 40.000 nó sẽ trở thành 80.000. Thì các bạn thấy là chỉ trong vòng 7 năm thôi, 10.000 của bạn nó đã trở thành 80.000 rồi. Một cái sự tăng trưởng đến 8 lần chỉ trong vòng 7 năm. Chỉ trong vòng 7 năm, 7 năm rưỡi. Thì các bạn thấy đây là cái mức tăng trưởng rất là tốt. Và trong cái video phân tích chuyên sâu này, mình sẽ giải thích vì sao mình tin trong 10 năm tới, cái quỹ SMS này nó cũng cho các bạn những cái khoản lợi nhuận rất là tốt như là 10 năm vừa qua.
Và hơn thế nữa, mình cũng phân tích và so sánh cái quỹ semiconductor SMS này so với là một cái quỹ cũng semiconductor khác cũng khá nổi tiếng mà cả rất là nhiều bạn hỏi mình về cái quỹ này, đó là SOSS. Cái quỹ SOSS này thì nó của một cái công ty gọi là iShares, trong khi cái quỹ SMS này thì của cái công ty VanEck. Và vì sao cả hai cái quỹ này đều nhắm vào cái nhóm các công ty semiconductor lớn nhất ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, mà cái quỹ SMS này nó lại perform tốt hơn hẳn so với cái quỹ SOSS? Không những là trong 10 năm vừa rồi nó perform tốt hơn hẳn, mà các bạn so 10 năm bạn bạn cũng thấy tốt hơn, 5 năm các bạn cũng thấy tốt hơn, 3 năm các bạn cũng thấy tốt hơn, từ đầu năm đến giờ các bạn cũng thấy tốt hơn. Mà mình tin chắc là trong 10 năm tới cái quỹ SMS này vẫn tiếp tục tốt hơn cái quỹ SOSS này. Vì sao như vậy? Vì sao lại có một cái sự khác biệt? Mặc dù hai quỹ đều có một cái mức quản lý, chi phí quản lý là 0,35%, mà cái quỹ SMS này nó đã tốt hơn rất là nhiều trong 10 năm vừa rồi, mà mình tin tưởng là trong 10 năm tới nó cũng tốt hơn như vậy. Và liệu cộng đồng mình có nên tiếp tục đầu tư an toàn và dài hạn vào cái quỹ SMS này hay là không? Thì nếu mà các bạn có đầu tư hay là quan tâm đến các cái quỹ SMS, VGT, VOO và Nvidia, thì đây là những cái video phân tích chuyên sâu để các bạn có thể xem thêm. Ngoài ra thì mình làm rất là nhiều các cái video phân tích chuyên sâu cho Google, cho Apple, cho Microsoft, cho Taiwan Semiconductor, cho SMCI, cho Micron, cho Broadcom, tất cả các cái cổ phiếu nóng hiện giờ, Amazon, Tesla, Apple, thậm chí là Netflix, Chubb Insurance, rất là nhiều các cái cổ phiếu nóng. Mình đều làm các cái phân tích chuyên sâu này để giải thích cho các bạn lợi thế của nó là gì, điểm mạnh là gì, ngắn hạn là gì, dài hạn là gì, rủi ro ngắn hạn là gì, rủi ro dài hạn là gì, để cho cộng đồng mình khi mà đầu tư muốn đầu tư vào các cổ phiếu đơn lẻ này thì cảm thấy tự tin hơn trong cái chuyện đầu tư của mình. Nếu các bạn chưa phải là hội viên vàng và kim cương thì hy vọng các bạn sẽ gia nhập hội viên vàng và kim cương để xem được những cái video phân tích chuyên sâu này. Hội viên kim cương thì sẽ còn được tham dự thêm các cái khóa học nữa. Hiện giờ thì mình đang có hai khóa học kiếm tiền từ Airbnb và cái khóa học cho cái tài khoản Super Power với 3 lần được miễn thuế ở Mỹ, đó là tài khoản Help Saving Account. Sắp tới đây thì mình sẽ mở thêm một cái khóa học để hướng dẫn cho các bạn mới bắt đầu đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ an toàn thì phải bắt đầu như thế nào và có những cái kiến thức gì, có những cái hiểu biết gì các bạn phải biết trước khi các bạn đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ an toàn. Thì đó là một cái khóa học mình sẽ làm tiếp, bởi vì sau khi khảo sát thì mình thấy hồi nhóm của mình, cộng đồng của mình có vẻ quan tâm đến cái khóa học bắt đầu đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ như thế nào, với những cái khái niệm gì để cho các bạn có thể nắm vững một cách chắc chắn nhất. Alright, thì đó là cái câu hỏi đầu tiên, cái câu hỏi quan trọng nhất, liệu cái cổ phiếu Nvidia này có phải là một cái bong bóng? Liệu cổ phiếu Nvidia này có phải là một cái bong bóng hay là không? Và nếu nó là một cái bong bóng hoặc là không phải là một cái bong bóng thì cái mức độ ảnh hưởng của nó vào các quỹ an toàn như là VOO, VGT và SMS như thế nào? Thì đó là mình trả lời cái câu hỏi đầu tiên. Cái câu hỏi thứ hai. Bây giờ Nvidia nó sắp có một cái split cổ phiếu 1 thành 10 vào ngày mùng 7 tháng 6 thì có nên mua cái cổ phiếu này hay là không vào lúc này? Và nếu mà mua thì nên mua trước hay là nên mua sau khi nó tắt? Thì đó là hai câu hỏi rất là quan trọng. Thì ở đây á, người ta nói á, mình tìm hiểu rất là nhiều các cái bài phân tích, mà ở đây mình có thể chia sẻ để cho các bạn thấy những cái bài phân tích nào mình đã xem xét. Ví dụ ở đây á, là có một cái bài phân tích mà người ta nói là how stock tend to perform after stock split, tức là các cái cổ phiếu thường hoạt động như thế nào sau khi mà nó split. Thì cái bài phân tích này á, là người ta phân tích đến 240 cái cổ phiếu split từ năm 2010 đến bây giờ. Và một cái bài khác thì mình xem một cái phân tích khoảng 180 cái lần cổ phiếu split từ năm 2010 đến bây giờ. Thì những khi mà nó split như vậy thì cổ phiếu của nó thường perform như thế nào? Thì thật ra là những cái kết luận của nó thì là mình cũng có chia sẻ một phần rồi. Người ta nói là trong ngắn hạn thường là những cái cổ phiếu mà nó split thì trong 12 tháng đầu, 12 tháng sau khi nó split thì cái cổ phiếu đó thường nó cho cái khoản lợi nhuận tăng trưởng rất là tốt. Ví dụ ở đây người ta nói là trong những kỳ một ngân hàng Bank of America Global Research á, thì người ta chia sẻ một cái nghiên cứu người ta đã làm và người ta nói là những cái công ty nó báo cáo, nó khi mà nó thông báo là nó sẽ split
thì sẽ thấy cổ phiếu của nó tăng khoảng 25,4% trong 12 tháng tiếp theo so với là cái mức tăng của S&P 500 trong 12 tháng đó là chỉ 11,9% mà thôi. Thì như vậy các bạn thấy cả cái cổ phiếu sau khi nó thông báo split, nó thông báo là sẽ tách ra 1 thành 10, 1 thành 5, 1 thành 3 gì đó, thì có vẻ như nó thường là tăng trưởng tốt hơn cái mức tăng trưởng của thị trường, gần như là gấp đôi cái mức tăng trưởng của thị trường. Thì đó là một cái dấu hiệu rất là tích cực, bởi vì cả cái cổ phiếu khi mà nó thông báo nó sẽ split thì thường nó đang hoạt động rất là tốt, có rất là nhiều các cái nhu cầu từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ như là mình về bạc, bởi vì rất là nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường chứng khoán Mỹ mong muốn là sẽ mua các cái cổ phiếu nóng này với một cái mức giá thấp hơn. Ví dụ là mức giá 100 đồng thì dễ mua hơn là mức giá 1.000 đồng, 1.070 đồng thì giá khá cao. Thì một trong những cái lý do mà công ty split cổ phiếu thành 1 thành 10 là cũng để hấp dẫn cho các nhà đầu tư cá nhân như mình và bạn, để dễ người ta dễ mua hơn. Cái đó là một cái dấu hiệu, đó là một cái hiện tượng tâm lý rất là phổ biến ở trên thị trường. Thì người ta nói 12 tháng sau đó thường cả cái cổ phiếu này nó tăng giá nhanh hơn cái mức tăng giá của thị trường. Nhưng mà ở đây các bạn thấy là người ta nhìn vào tất cả mấy trăm cái cổ phiếu split như vậy, chứ không có một cái cổ phiếu nào đơn độc cả. Thì có những cổ phiếu tăng giá xong nó gấp đôi gấp ba, có những cổ phiếu tăng giá xong nó chỉ tăng 5% 7%, có những cái cổ phiếu tăng giá xong nó lại bị giảm, nhưng mà tính trung bình lại thì nó tăng gấp đôi thị trường, tăng cao hơn cái mức tăng chung của thị trường khoảng gấp đôi. Tuy nhiên á, là đây không phải là một cái chuyện là mà nó nói là có lý do và có kết quả. Cái việc mà công ty tăng giá như vậy có thể là công ty bản thân nó là đã rất là tốt rồi, nếu nó không tăng giá thì nó vẫn tiếp tục tăng 25,4% này, chứ không phải tăng giá làm cho công ty tăng. Cái đó là cái chuyện rất là quan trọng, bởi vì là những cái công ty này nó đã tốt rồi cho nên nó mới quyết định tăng giá để cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể mua thêm vào. Thì cũng có thể suy nghĩ là nếu như mà công ty không không có split thì nó vẫn tiếp tục tăng thôi. Ví dụ Nvidia từ năm ngoái đến giờ nó không có split, nó vẫn tăng như là không như là vũ bão. Nếu mà Nvidia đã split cổ phiếu của nó vào năm ngoái thì cái mức tăng như vũ bão đó nó không phải là đến từ cái việc split cổ phiếu, mà nó đến từ cái chuyện là công ty bản thân nó cực kỳ tốt cho nên nó vẫn tiếp tục tăng trưởng được như thế. Cho nên các bạn thấy hai cái chuyện này nó không phải là công ty split cổ phiếu thì giá nó sẽ tăng. Không phải, hai cái chuyện này không phải là nguyên nhân và kết quả, mà nó chỉ là một cái yếu tố ngẫu nhiên thôi. Những cái công ty mà split á, là thông thường là những cái công ty nó đã rất là tốt và nó có được nhiều cái sự quan tâm từ nhà đầu tư. Cho nên cho dù có split hay là không split thì cả cái cổ phiếu này nó cũng sẽ tăng trưởng khá tốt như vậy. Cái yếu tố split chỉ là một cái yếu tố ngẫu nhiên mà thông thường nó hay xảy ra đối với những cái công ty mà nó có mức tăng trưởng tốt hơn thị trường. Cái đó là cái rất là quan trọng mà các bạn phải nhớ. Cho nên người ta nói á, là những cái yếu tố này không phải là những cái yếu tố quyết định, bởi vì Amazon và Google, cả hai công ty này đều split vào năm 2022 cả. Nhưng mà cổ phiếu của cả hai công ty này cũng đều rớt rất là thảm hại trong năm 2022. Bởi vì năm đó là cái năm thị trường rớt, rớt từ đầu đến cuối, cho nên cả cái công ty lớn ở trên thị trường đều rớt trong cái năm này cả. Thì cái việc hai công ty này nó split cổ phiếu trong năm này và làm cho cổ phiếu nó rớt giá thì không phải là do nó split cổ phiếu mà giá nó rớt, mà giá nó rớt là do cả thị trường nó rớt và tình hình ở hai công ty này chắc cũng có vấn đề gì đó cho nên nó mới rớt. Chứ cái chuyện mà split cổ phiếu chỉ là một cái yếu tố ngẫu nhiên thôi, chứ không có vấn đề gì mà làm cho giá tăng giá giảm gì cả. Thì cái đó là cái rất là quan trọng. Đó là câu hỏi thứ hai. Và cái câu hỏi cuối cùng các bạn hỏi mình á, là nếu như mà các bạn bây giờ cảm thấy tin tưởng Nvidia, từ trước đến giờ chưa mua và bây giờ cảm thấy nó split cổ phiếu rồi thì cảm thấy nó tin tưởng hơn và bây giờ thì giá rẻ hơn cho nên muốn mua, thì nên mua trước khi nó split, tức là mua về giá 1060, 1070 bây giờ, hay là nên mua sau khi nó đã split rồi, chỉ khi đó thì mua được giá cổ phiếu là 106 đồng, 107 đồng gì đó sau khi nó split? Thì cái câu trả lời á, là cái này thì nó chắc chắn hơn này. Người ta thấy á, trong rất là nhiều các cái nghiên cứu thì người ta thấy á, là sau khi mà công ty thông báo split cổ phiếu thì thường giá nó sẽ tăng liên tục.
cho đến khi công ty bắt đầu split cổ phiếu xong rồi. Bởi vì là khi mà công ty split như vậy thì người nào cũng biết cả cái công ty, cả cái cổ phiếu split ấy, là những cái cổ phiếu nó thường tốt, cho nên là nhiều người nhảy vào để mua và đẩy giá cao lên. Và bây giờ là đang trong cái momentum như vậy, ai cũng thấy là Nvidia đang ngon lành, nó vừa mới có báo cáo doanh thu và lợi nhuận khủng khiếp, và bây giờ nó lại split nữa, nó lại tăng dividend nữa, cho nên là cái momentum của Nvidia nó đang rất là hưng phấn, nó đang rất là ngon lành, cho nên giá cổ phiếu nó cứ tăng trưởng. Thì nếu mà các bạn mua lúc này thì các bạn mua trong lúc nó đang lên cao như vậy thì không có tốt. Nhưng mà có cái điều quan trọng hơn, người ta nói là sau khi mà công ty split xong rồi á, 1/10 á, thì thường giá cổ phiếu của nó sẽ giảm, bởi vì rất là nhiều người đến lúc đó là đã kiếm được đủ tiền lời rồi và sẽ bán và rút ra, và khi đó là cái momentum nó cũng giảm xuống một chút, cho nên giá cổ phiếu sau khi mà nó split thì sẽ thường giảm. Thì nếu mà các bạn muốn mua thì nên đợi sau khi nó split đã rồi mua. Thì đó là cái quan sát chung mà thường người ta thấy như vậy. Nhưng mà cái chuyện đó nó có guarantee hay là không thì không ai guarantee được cái chuyện gì sẽ xảy ra ở trên thị trường chứng khoán Mỹ cả. Giá của chứng khoán Mỹ ngày mai thì chỉ có trời biết thôi, chứ không ai biết cả, không ai nói là mai tăng mai giảm mai bằng nhau cả, đến cuối ngày mai thì mình mới biết. Cho nên giá cổ phiếu Nvidia sẽ như thế nào sau khi nó split, để biết được chắc chắn thì phải đợi nó split xong ngày mùng 7 tháng 6 đến ngày mùng 8 tháng 6, mùng 9 tháng 6, mùng 10 tháng 6, cuối ngày thì mình mới biết giá cổ phiếu Nvidia như thế nào. Nhưng mà theo những cái dự báo, những cái quan sát từ trước đến giờ thì người ta thấy á, là thông thường sau khi nó split thì một vài ngày sau đó cổ phiếu nó sẽ giảm. Mà bạn muốn mua, nếu mình là bạn thì mình cũng đợi sau khi nó split cái đã, để đợi một vài ngày sau đó để coi thử cái momentum nó giảm và giá cổ phiếu này giảm một chút, thì khi đó mình mới nên mua để có được cái giá tốt. Alright, hy vọng là mình đã giải thích tất cả các cái câu hỏi mà các bạn quan tâm về cái vấn đề Nvidia split cổ phiếu và cái tầm quan trọng về cái cổ phiếu này và nó ảnh hưởng như thế nào đối với các cái quỹ an toàn của mình. Thì hy vọng các bạn thích cái video này. Nếu mà các bạn muốn đầu tư vào Nvidia, muốn mua cổ phiếu Nvidia và chưa mua thì các bạn nên xem các cái video phân tích chuyên sâu của mình về Nvidia để cảm thấy hiểu biết hơn về cái công ty này, biết hết những cái chiến lược, những cái thế mạnh, những cái thế yếu, những cái rủi ro của nó trước khi các bạn quyết định, bởi vì đó là cái kiến thức rất là quan trọng. Các bạn bỏ ra mấy ngàn đô la để mua cái cổ phiếu này, để đầu tư vào nó, thì các bạn nên hiểu các cái vấn đề quan trọng của cổ phiếu trước khi quyết định mua. Thì nhớ xem những cái video phân tích chuyên sâu của mình. Nếu các bạn đầu tư vào các cái quỹ an toàn VGT, SMS và VLO trong 10 năm tới, thì các bạn cũng nên xem các cái video phân tích chuyên sâu để cảm thấy tự tin hơn về cái chuyện đầu tư về các cái cổ phiếu này và nắm vững được những cái kiến thức cần có, những cái yếu tố quan trọng nhất trong các cái quỹ này, để các bạn có thể tự tin hơn về cái chuyện đầu tư của mình. Hy vọng các bạn thích cái video này. Nếu mà thích video này thì nhớ bấm cho mình một nút like. Nếu có câu hỏi gì hoặc comment gì thì viết vào một comment giúp cho mình. Nếu các bạn theo dõi channel của mình một thời gian rồi và có những cái lợi ích, đặc biệt là lợi ích về tài chính từ channel của mình, thì hy vọng các bạn sẽ tham dự cái chương trình hội viên, thêm một chút chi phí nhỏ ổn, nhưng mà hy vọng những cái lợi ích tài chính mà các bạn kiếm được từ channel của mình thì cũng đủ để cho các bạn bỏ ra một cái ít chi phí để tham dự cái chương trình hội viên của mình, cũng như một cách các bạn có thể ủng hộ mình thêm cho cái channel của mình phát triển tốt hơn nữa. Và nếu các bạn xem channel của mình lần đầu tiên mà chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm nút subscribe để đăng ký channel của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn cho cái video tiếp theo. Chào tạm biệt, bye bye.